Thầy chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, thầy và trò chúng mình cùng ôn tập bảng đơn vị đo độ dài. Nào, bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa toán 5, trang 22. Bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài. Nào, bây giờ chúng mình hãy bắt đầu bài tập số 1, trang 22, sách giáo khoa toán 5. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị. Và bây giờ chúng mình hãy bắt đầu đọc và viết các đơn vị đo đã học theo thứ tự từ lớn đến bé các em nhé. Đơn vị đầu tiên, km, hectomet, decamet, mét, decimet, cm, mm. Và trong đó, đơn vị mét là đơn vị thông dụng, thường dùng. Nên chúng ta đặt ở vị trí giữa bảng đơn vị và đứng ở một cột. Và chính vì đơn vị mét được đặt ở giữa một cột thì nó sẽ phân bảng đơn vị ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, các đơn vị km, hectomet, decamet, người ta xếp vào nhóm đơn vị lớn hơn mét. Tiếp đến các đơn vị decimet, cm, mm, người ta xếp vào nhóm các đơn vị bé hơn mét. Tiếp đến 1 mét bằng bao nhiêu decimet vậy các em? 1 mét bằng 10 decimet. 1 decimet bằng bao nhiêu cm vậy các em? 1 decimet bằng 10 cm. Đến đây các em hãy dự đoán xem coi một đơn vị lớn bằng mấy lần đơn vị bé hơn liền kề, hay gấp mấy lần đơn vị bé hơn liền kề. Và chúng mình tiếp tục hoàn thành và xem phần tự dự đoán của chúng mình có đúng hay không các em nhé. 1 cm bằng 10 mm, 1 mm. 1 km bằng 10 hectomet, 1 hectomet bằng bao nhiêu decamet vậy các em? 1 hectomet bằng 10 decamet. 1 decamet bằng bao nhiêu mét vậy các em? 1 decamet bằng 10 mét. Như vậy, trong bảng đơn vị đo chiều dài, hai đơn vị liền nhau, đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé vậy các em? Trong bảng đơn vị đo chiều dài, hai đơn vị liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Nào, chúng mình hãy tiếp tục. 1 mét bằng 1 phần 10 decamet. Vậy, tiếp đến. Các em hãy quan sát nhé. Vậy, 1 decimet bằng bao nhiêu mét? 1 decimet bằng 1 phần 10 mét. Tiếp đến. 1 cm bằng bao nhiêu decimet? 1 cm bằng 1 phần 10 decimet. Vậy 1 mm bằng bao nhiêu cm? 1 mm bằng 1 phần 10 cm. Và bây giờ các em hãy thử tự dự đoán. Trong bảng đơn vị đo chiều dài, hai đơn vị liền nhau, một lần đơn vị bé bằng mấy lần đơn vị lớn? Và bây giờ chúng mình cùng hoàn thành bảng đơn vị để xem dự đoán các em có đúng hay không các em nhé. Tiếp tục nào.
1 hectomet bằng bao nhiêu lần km? Bằng 1 phần 10 km. 1 hectomet bằng 1 phần 10 km. Một decamet bằng bao nhiêu lần hectomet? Một decamet bằng 1 phần 10 lần hectomet. Như vậy, trong bảng đơn vị đo chiều dài, hai đơn vị liền nhau. Đơn vị bé bằng mấy lần đơn vị lớn? À, trong bảng đơn vị đo chiều dài, hai đơn vị liền nhau. Đơn vị bé bằng 1 phần 10 lần đơn vị lớn. Các em nhớ nhé, nhớ học thuộc lại bảng đơn vị đo chiều dài các em nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy tiếp tục với bài tập số 2, trang 23, sách giáo khoa toán 5. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm. Trong phần này, các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện tìm lời giải các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình tiếp tục sửa bài các em nhé. Bài tập đầu tiên, 135m bằng bao nhiêu decimet? Như vậy, để giải bài tập này, ta cần quan tâm điều gì? À, ta cần quan tâm là đổi từ đơn vị mét sang đơn vị decimet. Như vậy, ta cần nhớ kiến thức nào? À, ta cần phải nhớ kiến thức 1m bằng 10 decimet. Vậy 135m bằng bao nhiêu decimet? Ta tìm bằng cách nào? À, ta lấy 135 nhân 10 và được kết quả là 1350. Như vậy 135m bằng 1350 decimet. Tiếp đến, 342 decimet bằng bao nhiêu centimet? Như vậy, để giải bài tập này, ta cần quan tâm điều gì? À, ta phải quy đổi từ đơn vị decimet sang đơn vị centimet. Trong phần này, ta cần nhớ đến kiến thức nào? À, ta cần nhớ 1 decimet bằng 10 centimet. Vậy, 342 decimet bằng bao nhiêu centimet? Ta làm bằng cách nào? À, ta lấy 342 nhân 10 được kết quả là 3420. Vậy 342 decimet bằng 3420 centimet. À, các em lưu ý nhớ cách thực hiện quy đổi các em nhé. Tiếp đến, ta cần quy đổi 15cm bằng bao nhiêu mm? Chứ vậy, để giải bài này, ta cần quan tâm đến nội dung gì? À, đổi từ cm sang mm. Như vậy, ta cần phải nhớ kiến thức nào? 1cm bằng 10mm. Vậy 15cm bằng bao nhiêu mm? Ta tìm bằng cách nào? À, ta lấy 15 nhân 10 và được kết quả là 150. Vậy 15cm bằng 150mm. Các em nhớ nhé. Nào, chúng mình hãy tiếp tục với bài tập kế tiếp. 8300m bằng bao nhiêu decamet? Như vậy, để giải bài này, ta cần quan tâm là ta cần phải quy đổi từ đơn vị mét sang đơn vị decamet. Và kiến thức ta cần nhớ là gì? 1 decamet bằng 10m. Vậy 8300m bằng bao nhiêu decamet? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính chia. Lấy 8300 chia 10 được kết quả là 830. Vậy 8300m bằng 830 decamet.
Vậy 4.000 mét bằng bao nhiêu hecto mét? Để giải bài này ta cần quan tâm đến điều gì? À, ta cần quan tâm là đổi từ đơn vị mét sang đơn vị hecto mét. Như vậy ta cần nhớ kiến thức nào? À, ta cần nhớ 1 hecto mét bằng 100 mét. Vậy 4.000 mét bằng bao nhiêu hecto mét? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính chia. Lấy 4.000 chia 100, được kết quả là 40. Vậy 4.000 mét bằng 40 hecto mét. Các em nhớ xem lại quy trình làm, thực hiện quy đổi các em nhé. Tiếp đến, 25.000 mét bằng bao nhiêu km? Để giải bài này ta cần quan tâm đến nội dung gì? À, thực hiện quy đổi từ đơn vị mét sang đơn vị km. Vậy ta nhớ kiến thức là 1 km bằng 1.000 mét. Vậy 25.000 mét bằng bao nhiêu km? Ta tìm bằng cách nào? À, ta lấy 25.000 chia 1.000, được kết quả là 25 km. Vậy 25.000 mét bằng 25 km. Vậy 1 mm bằng bao nhiêu cm vậy các em? Để giải bài này ta cần quan tâm. À, ta cần quan tâm là thực hiện quy đổi từ đơn vị mm sang đơn vị cm. Như vậy ta cần nhớ 1 cm bằng 10 mm. Vậy 1 mm bằng bao nhiêu cm? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính chia. Lấy 1 chia 10, được kết quả là 1 phần 10. Vậy 1 mm bằng 1 phần 10 cm. Tiếp đến, 1 cm bằng bao nhiêu mét vậy các em? Để giải bài này ta cần quan tâm đến yếu tố nào? À, ta phải thực hiện quy đổi từ đơn vị cm sang đơn vị mét. Vậy ta phải nhớ đến kiến thức nào? Ta phải nhớ đến kiến thức 1 mét bằng 100 cm. Vậy 1 cm bằng bao nhiêu mét? Để tìm được ta cần thực hiện phép tính gì? À, ta cần phải thực hiện phép tính chia. Lấy 1 chia 100, viết dưới dạng phân số là 1/100. Vậy 1 cm bằng 1/100 mét. Vậy 1 mét bằng bao nhiêu km? Để giải bài này ta cần quan tâm đến, à, đổi từ đơn vị mét sang đơn vị km. Vậy ta nhớ đến kiến thức nào? À, ta nhớ đến kiến thức 1 km bằng 1.000 mét. Vậy 1 mét bằng bao nhiêu km? Ta tìm bằng cách nào? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính chia. 1 chia 1.000 viết dưới dạng phân số là 1/1.000. Vậy 1 mét bằng 1/1.000 km. Các em nhớ nhé. Và bây giờ chúng mình tiếp tục với bài tập số 3, trang 23, sách giáo khoa toán 5, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong phần này, các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện, rồi kiểm tra đáp án cùng thầy các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình tiếp tục các em nhé. 4 km 37 mét bằng bao nhiêu mét? Để giải được bài này ta cần quan tâm điều gì? À, ta cần quan tâm là phải đổi từ đơn vị km sang đơn vị mét. Vậy 1 km bằng 1.000 mét. Đó là cái điều kiện chúng ta cần phải nhớ. 1 km bằng 1.000 mét. Vậy 4 km bằng bao nhiêu mét? Ta làm như thế nào? À, ta lấy 4 x 1.000, được kết quả là 4.000
và bài toán trở thành 4 km 37 m, bằng 4 km cộng 37 m, mà 4 km là 4.000 m, còn 37 m ta phải giữ nguyên. Thực hiện phép tính cộng ta được 4.037 m. Như vậy 4 km 37 m bằng 4.037 m. 8 m 12 cm bằng bao nhiêu cm? Như vậy để giải bài tập này ta cần quan tâm nội dung gì? À, ta cần quan tâm là phải đổi từ đơn vị mét sang đơn vị cm. Như vậy ta cần phải nhớ kiến thức nào? À, ta cần phải nhớ 1 m bằng 100 cm. Vậy 8 m bằng bao nhiêu cm? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta thực hiện phép tính nhân. 8 m bằng 8 × 100 cm. Như vậy bài toán 8 m 12 cm bằng bao nhiêu cm trở thành 8 m cộng 12 cm. Vì 12 cm giống với đơn vị cần quy đổi nên ta giữ nguyên 8 m, ta chuyển thành 800 cm. Vậy bài toán sẽ được trình bày như sau: 8 m đổi về đơn vị cm, 12 cm giữ nguyên, 8 m bằng 800 cm. Thực hiện phép tính cộng ta được 812 cm. Vậy 8 m 12 cm bằng 812 cm. Các em nhớ cách thực hiện các em nhé. Vậy 354 dm bằng bao nhiêu mét? Bao nhiêu dm? Như vậy để giải bài này ta cần quan tâm điều gì? À, ta cần phải quan tâm là từ đơn vị dm phải đổi sang đơn vị mét và dm. Để giải bài này ta cần sử dụng kiến thức nào? À, ta cần phải nhớ 1 m bằng 10 dm. Vậy 354 dm bằng bao nhiêu mét? Ta thực hiện phép tính gì? À, ta phải thực hiện phép tính chia, lấy 354 chia 10. Và thực hiện phép tính chia 354 chia 10, ta được kết quả thương là 35 và số dư là 4. Vậy thương ta sẽ đặt ở đơn vị là mét. Số dư ta sẽ để ở đơn vị là decimet. Như vậy 354 decimet bằng 35 m 4 dm. Đây là cách thực hiện quy đổi, các em nhớ nhé. Tương tự như vậy 3040 m bằng bao nhiêu km? Bằng bao nhiêu mét? Trong bài toán này ta cần quan tâm đến điều kiện gì? À, là mình phải thực hiện quy đổi đơn vị mét sang đơn vị km và đơn vị mét. Vậy ta phải nhớ đến kiến thức nào? À, ta phải nhớ 1 km bằng 1000 m. Vậy 3040 m bằng bao nhiêu km? Ta phải thực hiện phép tính gì để tìm được đáp án? À, ta phải lấy 3040 chia 1000 và thực hiện phép tính chia 3040 chia cho 1000, ta được kết quả như sau: 3040 chia 1000
Được thương là 3 và dư là 40. Thương ta sẽ đặt ở đơn vị lớn là km. Số dư là 40 ta sẽ đặt ở đơn vị nhỏ là mét. Vậy 3040m bằng 3 km, 40m. Thầy vừa giới thiệu với các em hai bài toán quy đổi từ một đơn vị về hai đơn vị. Các em nhớ cách thực hiện này nhé. Tiếp đến, chúng ta hãy cùng hoàn thành bài tập số 4, trang 23, sách giáo khoa toán 5. Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144 km. Hỏi, quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Hỏi, đường sắt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Như vậy, để giải được bài tập này, ta cần quan tâm đến nội dung gì? Nội dung đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến là quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Để thuận tiện cho việc giải bài tập này, ta thực hiện vẽ sơ đồ như sau. Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Trong đó, HN là viết tắt của Hà Nội, DN là viết tắt của Đà Nẵng. Các em nhớ nhé. Tiếp đến, ta sẽ quan tâm đến nội dung nào? Tiếp đến, ta cần quan tâm quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144 km. Quãng đường đó ở đây chính là quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng đó các em. Như vậy, dựa vào nội dung này ta sẽ có được điều gì? Quãng đường đó dài hơn 144 km. Như vậy, đây chính là quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến, ta cần quan tâm đến nội dung nào? Như vậy, đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Đây, các em hãy tập trung chú ý quan sát vào đoạn đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Và nêu cho thầy biết coi cách tìm quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Ta phải lấy quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng cộng thêm 144. Tiếp đến, ta cần quan tâm đến nội dung nào? Đường sắt Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km? Như vậy, ta tìm bằng cách nào? Trong phần này, các em hãy quan sát sơ đồ thật kỹ các em nhé. Xem chuyện gì xảy ra. Nào, bây giờ các em hãy quan sát. Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, thật ra đó là quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng, từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, ta tìm quãng đường này bằng cách nào? Ta tìm bằng cách lấy quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng cộng cho quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Nào, bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện tìm lời giải các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình bắt đầu sửa bài các em nhé. Quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh là lấy 791 cộng 144 được 935 km. Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh là
lấy 791 cộng 935 được 1726 km. Đáp số A 935 km, B 1726 km. Như vậy 791 ở đây chính là quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng. 935 ở đây chính là quãng đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh đó các em.